Là, xin chào cô giáo, xin chào tất cả các bố mẹ cả và các học trò có mặt trong phòng Zoom. Chào bạn học trò yêu quý của tôi nha, Ma Tuấn Khoa. Khi mà làm được cái này ấy, thì nó sung sướng vô cùng. Tôi luôn tin rằng là tôi mà làm được thì các bạn còn làm tốt hơn tôi rất là nhiều. Tôi mà còn làm được thì các bạn còn làm tốt hơn nhiều nhiều lần tôi cơ. Bởi vì là tôi luôn cho mình một cái giới hạn là tôi là người có tí tuổi, và có tí tuổi thì không cần nỗ lực nữa. Cho nên tôi làm được thì mọi người còn làm tốt hơn rất là nhiều. Rất là cảm ơn mọi người. Đây là hai cái video, một cái video cho phần mở đầu, cho phần khởi động cho cái bài đọc đầu tiên của chương trình ngữ văn lớp 10 tập 1 sách Cánh Diều của chương trình 2018. Thế và cái video đầu tiên là cái video mà sau khi đã học xong bài đó thì tôi có chọn những cái hình ảnh là các vị thần trong thần thoại Hy Lạp và những cái câu chuyện thần thoại của thần thoại Việt Nam. Rồi sau đó là những cái hình ảnh, là những cái con đường, là những cái hình ảnh mà rất là khó khăn mà trẻ con nhà tôi, học trò của tôi có thể phải đi qua. Và tôi yêu cầu các bạn ấy kết nối những cái hình ảnh ấy, các bạn ấy viết lời bình cho hình ảnh ấy, tức là các bạn ấy học được cái gì khi mà các bạn ấy đối mặt với khó khăn. Khi mà các bạn ấy cần thì làm thế nào để các bạn ấy tự tin vượt qua những khó khăn. Và các bạn vừa viết được lời bình cho cái đoạn ấy, có nghĩa là tôi đã rèn cho các bạn ấy kỹ năng viết, kỹ năng tưởng tượng, và đồng thời tôi cũng củng cố luôn cái kiến thức mà các bạn ấy học ở cái bài thần thoại. Và cái bài thần thoại ấy chính là cái bài mà Heracles đi tìm táo vàng. Thế và sau khi mà các bạn có thể viết lời bình, các bạn ấy có thể kể lại các cái câu chuyện, kể lại bằng việc liên kết những hình ảnh ấy và kể lại câu chuyện. Ví dụ tôi đã chọn những cái hình ảnh mà nó có một cái nét tương đồng giữa thần thoại Hy Lạp và thần thoại Việt Nam, đó là các cái yếu tố thần kỳ, đó là tất cả mọi cuộc chiến trên thế giới này xảy ra đều bắt đầu từ tình yêu. Và các bạn ấy có thể kể cái câu chuyện về những điều mà các bạn ấy cảm nhận được từ trong cái video ấy, và mọi thử thách các bạn ấy vượt qua cũng bắt đầu bằng tình yêu. Thì đấy là cái ý tưởng của tôi, và tôi thiết kế hai cái video này, và đây chính là cái ý tưởng mà tôi sẽ dùng để dạy chương trình lớp 10 mới đấy. Tức là mỗi ngày, tiêu chí mỗi ngày là sẽ làm ra một việc, làm cái điều gì đó liên quan đến chương trình mới, và đó chính là cái sản phẩm mà mình sẽ giữ lại, rồi đồng đội mình có thể dùng. Đấy chính là điều mà tôi muốn làm. Và rất là cảm ơn cô Thảo đã cho cái phần cho biết cái công cụ vẽ vẽ tay này. Rất là cảm ơn cô Thảo đã cho tôi nói, và cảm ơn tất cả các bố mẹ, các thầy cô và các học trò đã lắng nghe chia sẻ của tôi. Tuyệt vời ạ. Em chỉ muốn nói rằng là những anh chị, đặc biệt là những thầy cô ạ, luôn luôn là băn khoăn, học liệu số là cái gì? Thì đây ạ, đây là sản phẩm của học liệu số. Các anh chị đã rõ chưa ạ? Vì rất nhiều các thầy cô có nhắn cho em là cô Thảo ơi, mở học liệu số đi, vân vân, và mấy ui nhiều lắm. Thì em nói rằng là tất cả những khóa học trước đây em đồng hành các anh chị, em chia sẻ đúng không ạ, đều để làm học liệu số. Không một cái nào là không thể là để không dùng cho học liệu số. Và em lấy minh chứng luôn, đây chính là học liệu số đấy ạ, sản phẩm của học liệu số. Và cái sản phẩm có thể để muôn đời luôn các anh chị ạ, nếu cô Thủy đưa lên kênh chị tốt. Không những muôn đời mà sau đó mà nhiều người gì ạ, nhiều người biết đến kênh của cô thì cô lại có tiếp một cái nguồn tiền thụ động đằng sau. Đấy là em nói chân thành, nói sự thật, chứ không phải cái gì phù phiếm cái gì xa vời cả. Đó là câu chuyện. Cũng chia sẻ với cả thầy cô với cả quý vị, đấy là không phải là video tôi lồng tiếng. Nếu là video tôi lồng tiếng thì nó sẽ còn hấp dẫn hơn cả. Vâng, có những video mà cô Thủy đã test, cô Thủy lồng tiếng trực tiếp của cô Thủy, thực sự cái giọng của cô Thủy em vẫn luôn luôn động viên rằng là cô mà không làm được kênh YouTube nổi tiếng thì chắc là em sẽ phải đi ngược lại. Em không đi hướng chân nữa đâu ạ. Vâng, bởi vì là giọng của cô, khi cô lồng tiếng, cô thu âm phần âm thanh thì em nói rằng là kể cả cái phần nhạc nền của cô ạ, cũng gọi là nó chỉ là cái gì đấy lu mờ thôi, bởi vì giọng của cô đã đủ cung gì ạ, trầm và cung bổng, nó rất là hay. Thế cho nên là thật là tuyệt vời. Hôm nay thì cô Thủy đã chia sẻ cái sản phẩm, đó là cô lấy bằng cái tiếng của phát thanh viên đúng không ạ, của cái phần mềm Bi đúng không cô? Vâng,
Đấy, thế còn lại thì còn rất nhiều sản phẩm nữa cô Thủy đã chia sẻ, nhưng hôm nay có lẽ là sẽ không đủ thời gian để chia sẻ, và chắc chắn rồi sẽ dành những buổi sau được không ạ? Vâng, một lần nữa cả lớp mà chúc mừng cô Thủy bằng điểm 10 lần nữa đi ạ. Và em tin rằng các anh chị, các thầy cô, nếu mà chúng ta chăm chỉ như cô Thủy, em thưa các anh chị là cô Thủy bằng này tuổi rồi đúng không ạ? Các anh chị nhìn đấy ạ, chúng ta nhìn đấy ạ, mà lúc nào cũng làm sao ạ, rực lửa, lúc nào vào lớp cũng tươi rói rói luôn. Và em còn nhớ câu đó là nụ cười là đặc sản của cô. Thế cho nên là thật là tuyệt vời, một lần nữa chúc mừng cô, và em tin rằng các anh chị khác cũng sẽ làm được như cô. Tôi luôn tin rằng là tôi mà làm được thì các bạn còn làm tốt hơn tôi rất là nhiều. Tôi mà còn làm được thì các bạn còn làm tốt hơn nhiều nhiều lần tôi cơ. Bởi vì là tôi luôn cho mình một cái giới hạn là tôi là người có tí tuổi, và có tí tuổi thì không cần nỗ lực nữa. Thế nên tôi làm được thì mọi người còn làm tốt hơn rất là nhiều. Rất là cảm ơn mọi người. Một chi tiết xíu nữa thôi là em vô cùng cảm phục cô là tuyệt vời ạ. À, em chúc mừng cô điều đó, đó là tình yêu nó đã lên đến tận đỉnh điểm rồi. Vâng, đúng rồi, chúc mừng cô, và rất nhiều sản phẩm tiếp theo cả lớp mình sẽ được chiêm ngưỡng. Cảm ơn cô.